Nhóm chức danh giám đốc bao gồm 4 cấp bậc, giám đốc độc lập, giám đốc vàng, giám đốc vàng cấp cao và giám đốc Ngọc Bích. Để đạt được chức danh giám đốc độc lập, bạn chỉ cần đạt Senior Manager 6 lần trong một năm. Như vậy, bạn sẽ chính thức trở thành một giám đốc độc lập. Nói cách khác, giám đốc độc lập chính là Senior Manager, duy trì được 6 lần trong một năm. Với chức danh giám đốc độc lập, bạn sẽ được khoản tiền thưởng 20 triệu đồng ngay tháng tiếp theo bạn chốt được chức danh giám đốc độc lập, chiết khấu đội nhóm lên đến 21%, và dĩ nhiên, bạn cũng nhận được một vé mời tham dự hội nghị giám đốc. Nhưng lần này, bạn sẽ được tặng thêm 50% giá vé thứ hai nếu như bạn muốn mời người thân hay những thành viên trong nhóm của bạn. Thu nhập bình quân của bạn là 15 triệu đồng một tháng và 180 triệu đồng một năm. Thật tuyệt vời phải không nào? Để tiến lên những chức danh cao hơn, công việc của chúng ta là giúp đỡ cho những người trong đội nhóm phát triển và gia tăng thu nhập. Khi bạn giúp đỡ cho hai người trong nhóm trực tiếp của mình trở thành giám đốc độc lập, bạn cũng đạt được chức danh giám đốc độc lập vàng. Và với chức danh này, bạn sẽ được trao tặng số tiền thưởng 40 triệu đồng. Tương tự như vậy, mức tiền thưởng với chức danh giám đốc vàng cấp cao khi bạn giúp được ba người trở thành giám đốc độc lập hoặc cao hơn là 60 triệu đồng và giám đốc ngọc bích khi bạn giúp cho 4 người trở thành giám đốc độc lập, hoặc cao hơn là 80 triệu đồng và tất nhiên bạn cũng sẽ nhận được vé mời tham gia hội nghị giám đốc. Là một giám đốc độc lập vàng, bạn sẽ được một quyền lợi đặc biệt hơn nữa, đó là được thêm một vé mời tham dự hội nghị vàng. Đây là hội nghị toàn cầu quy tụ tất cả giám đốc độc lập vàng và hội nghị sẽ diễn ra 7 ngày 6 đêm tại một quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ có cơ hội để đến châu Âu và du lịch hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, Giám đốc Độc lập Vàng còn quyền lợi nhận thưởng một trong hai chiếc xe lít hoặc Airblade, mức thu nhập bình quân 25 triệu đồng hàng tháng và 300 triệu đồng một năm. Thật tuyệt vời phải không bạn?